Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Lời phiên dịch kinh điển Pháp Âm. Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam. Con đường tinh thức cứu độ trần gian. Chuyển hóa nghiệp phàm hạnh phúc bình an. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam giúp người tỏ ngộ Phật lý cao thâm. Nguyện thủy bổ vai Phật giáo đại thừa thực hành cứu cánh giải thoát trăm luân, giúp phàm phù hướng an lạc thánh nhân. Ngành Hán truyền Hán nôm đại thừa Phật giáo khai thông. Ngành nghiên cứu tôn giáo đa dạng trong sự viên dung. Ngành phiên dịch Anh văn muôn nghiên cứu mênh mông. Thiền Nam truyền Băng truyền mơ bày tuệ giang. Ngành Phật giáo Việt Nam đậm đà bản sắc quê hương. Trung Hoa có ngày Nguyệt Trang, Việt Nam có ngày Minh Châu. Dịch kinh truyền trao trí tuệ giúp đời thoát khỏi khổ đau. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Lời phiên dịch kinh điển Pháp Âm. Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam. Con đường tinh thức cứu độ trần gian. Chuyển hóa nghiệp phàm hạnh phúc bình an. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam giúp người tỏ ngộ Phật lý cao thâm. Nguyện thủy bổ vai Phật giáo đại thừa thực hành cứu cánh giải thoát trầm luân, giúp phàm phù hướng an lạc thánh nhân. Ngành Hán truyền Hán nôm đại thừa Phật giáo khai thông. Ngành nghiên cứu tôn giáo đa dạng trong sự viên dung. Ngành phiên dịch Anh văn muôn nghiên cứu mênh mông. Thiền Nam truyền Băng truyền mơ bày tuệ giang. Ngành Phật giáo Việt Nam đậm đà bản sắc quê hương. Trung Hoa có ngày Nguyệt Trang, Việt Nam có ngày Minh Châu. Dịch kinh truyền trao trí tuệ